tivi nhà mình đâu nhỉ? Vô tuyến đâu nhỉ? 11 tháng tuổi, cháu Hoàng Tuấn Minh trông lanh lợi hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Người mẹ trẻ này không ngờ con mình có thể được cứu sống, bởi cách đây không lâu, bệnh viện Saint Paul đã trả cháu Minh về lo hậu sự. Khi về nhà thì vẫn thấy có một cái kim tiêm ở chân cháu, thì là khi mà định rút ra để cho cháu đi, để gọi là đi để chôn, cháu đã chuẩn bị huyệt này và quan tài rồi, thì rút ra thì thấy máu tươi vẫn chảy ra và mọi người bắt đầu lại đưa con tôi đi cấp cứu. Các bác sĩ điều trị trực tiếp cho bé Minh tại Bệnh viện Đa khoa Saint Paul cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng, nhịp tim đã có lúc lên tới 240 lần một phút. Trong quá trình điều trị, đã có vài lần tim ngừng đập. Mặc dù đã phải sử dụng nhiều thiết bị trợ giúp bệnh nhi thở, nhưng tình trạng bệnh không tiến triển. Các bác sĩ nhận định, với nhịp tim và các chỉ số mạch của Minh, cháu không thể nào sống được. Khi cho về phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Yếu tố thứ nhất là trên một cái nền tảng là cái bệnh cụ thể của nó như thế. Cái khả năng của nó phục hồi, cái khả năng sống của nó là thấp. Thứ hai là cái di chứng của nó rất nặng nề. Nhưng sau khi về nhà, không cam lòng để đứa con rứt ruột đẻ ra phải chết, anh Trường, chị Thương lại tiếp tục đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đã dùng đến biện pháp cuối cùng là lọc máu. Tưởng vô vọng, nhưng không ngờ bé đã dần dần hồi phục trở lại trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Các bác cũng bảo là đây là một khoa gọi là rất là khó khăn. Và đây là một kỳ tích của các bác ý, khi mà các bác cứu sống một con thôi. Trao đổi với phóng viên VTC14 về việc tại sao Bệnh viện Saint Paul không thực hiện lọc máu khi nó được coi là phương án cuối cùng để cứu sống bệnh nhi. Các bác sĩ cho biết trong phác đồ điều trị bệnh viêm cơ tim cho trẻ sơ sinh của Bộ Y tế không cho phép bệnh viện lọc máu cho bệnh nhân. Các bác sĩ ở Bệnh viện Saint Paul cũng thừa nhận việc một bệnh nhi mắc viêm cơ tim như Minh có thể vượt qua cửa ải tử thần là điều hy hữu mà hàng chục năm trong nghề họ chưa bao giờ gặp. Nói về sự hồi sinh của Hoàng Tuấn Minh, nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhưng bất ngờ và hạnh phúc nhất lúc này có lẽ là anh Trường và chị Thương.